xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại video mới của Gali TV. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem channel của tớ thì tớ tên là Đỗ Nhật Quyên, nhưng mà không ai gọi tớ là Quyên cả, người ta chỉ gọi tớ là Gà thôi. Và đó là lý do tại sao cái channel này tên là Gali TV. Ok, như các bạn đã nhìn thấy dưới tiêu đề thì trong video ngày hôm nay Gà sẽ ngồi xuống chia sẻ với các bạn những cái sản phẩm về làm đẹp, về beauty mà Gà thích nhất trong năm 2019. Nói chung là năm 2019 là một cái năm sóng gió lộn xộn. Gà phải di chuyển rất là nhiều, Gà đã phải ở nơi này nơi khác. Sau đó thì có rất là nhiều biến cố xảy ra trong cuộc đời. Tuy nhiên là như các bạn có thể thấy thì hiện tại làn da của Gà nó cũng không ở trong mức gọi là báo động mấy á. Cũng rất là xinh xắn đúng không? Đó là bởi vì Gà đã rất quan tâm và chăm sóc da trong xuyên suốt khoảng thời gian vừa qua. Không, thật ra là Gà nói xạo ấy. Nói chung là Gà cũng là một đứa lười skincare. Tuy nhiên là những sản phẩm mà Gà dùng á thì nó tương đối là tốt, và đồng thời thì nó luôn giúp giữ cho làn da Gà ở cái mức gọi là ổn định đó, mọi người hiểu không? Nên nha, trong video ngày hôm nay thì Gà sẽ ngồi xuống để chia sẻ với các bạn những sản phẩm đó là gì. Thì nói chung đây là một video sẽ rất là dài, tại vì Gà sẽ chia sẻ cả những sản phẩm skincare và cả những sản phẩm makeup luôn. Vậy nên là ok, chúng ta cùng bắt đầu video ngày hôm nay luôn nha. Ok, thường thì sau bước tẩy trang thì người ta sẽ đến bước sữa rửa mặt đúng không? Tuy nhiên là trong 2019 thì Gà không có một sản phẩm sữa rửa mặt nào mà Gà cảm thấy là Gà cứ dùng hoài mà kiểu thích hoài á, nên cái hạng mục này Gà sẽ bỏ qua nha. Các bạn có thể tham khảo ở những page khác hoặc là những beauty blogger khác. Tuy nhiên đối với Gà thì Gà chưa thật sự tìm được cái sản phẩm sữa rửa mặt mà Gà cực kỳ yêu thích trong năm 2019. Sau bước làm sạch da thì thường sẽ tới là bước dưỡng da đúng không? Thì nói chung là sau bước làm sạch thì chắc chắn là sẽ tới bước dưỡng rồi. Nói chung là thường cái gì mà thường chắc chắn là nó như vậy. Thì sau khi mà mình đã làm sạch da với sữa rửa mặt này nọ thì chúng ta sẽ tới ngay cái bước gọi là bước trang bằng da đúng không? Thì mình sẽ sử dụng sản phẩm toner, hay nói chung là chúng ta vẫn thường gọi là nước hoa hồng đó, để cân bằng da. Thì cái sản phẩm nước hoa hồng mà Gà yêu thích nhất của năm 2019 chính là em này. Đây là em Zhu Skin Green Tea Hydrating Mist Toner. Thì nhìn cái tên nè, rồi nhìn cả packaging này thì các bạn cũng biết là cái dạng này nó thuộc cái dạng gì rồi đúng không? Đầu tiên là về thành phần thì nó sẽ có trà xanh green tea. Chức năng của nó là hydrating, thì nó sẽ vừa giúp cân bằng da vừa giúp dưỡng ẩm cho da luôn. Và đây là mist toner, thì như các bạn có thể thấy thì nó có một cái đầu xịt đó. Thì cái toner này chúng ta có thể xịt ra, có nghĩa là cái chai này chúng ta vừa có thể sử dụng như là toner, vừa có thể sử dụng để refresh da kiểu giống như là xịt khoáng luôn á. Thì nói chung là Gà rất là thích. Cái em này nè thì nó chiết xuất từ trà xanh, lá nha đam và dưa leo. Và Zhu Skin thì là một cái hãng gọi là mỹ phẩm á mấy bạn, mà nó cũng khá là nghiêng về cái dạng mà lành tính á, chiết xuất thiên nhiên, và nó có xuất xứ từ Australia, tức là từ Úc. Tuy nhiên á là bây giờ hiện tại thì Zhu Skin cũng đã nhập khẩu và phân phối chính hãng rồi. Link mua thì Gà sẽ để dưới description box ha. Về mùi của cái sản phẩm này thì thật sự là Gà rất là thích cái mùi luôn á. Cái mùi nó relaxing kinh khủng các bạn. Nếu mà các bạn hay đi spa á thì các bạn vừa mới ngửi cái mùi của cái chai toner này nè thì các bạn sẽ kiểu giống như tưởng tượng là mình đang ở trong spa vậy đó. Mùi rất là giống luôn, mùi rất là relaxing, rất là thư giãn. Và ngoài ra thì cái chức năng hydrating của nó là cái chức năng mà Gà cảm nhận được cực kỳ là rõ ràng luôn các bạn. Có những cái buổi tối mà Gà về Gà kiểu lười một cách khủng khiếp thì Gà chỉ cần lên giường, nói chung là không phải lên giường mà nói chung là Gà chỉ cần làm sạch da, sau đó thì xịt khoảng 2-3 lớp mist này thôi là Gà cảm thấy là da của Gà đã đủ ẩm để sống sót tới sáng ngày mai rồi. Nói chung là cũng hên xui á, tại vì ở Đà Lạt á thì thời tiết nó dạo này nó cũng bắt đầu lạnh rồi, thì ngoài sản phẩm toner này á thì Gà còn phải đắp thêm cả những lớp dưỡng vô nữa. Tuy nhiên là nếu mà Gà ở những cái vùng nóng, ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn đó, thì Gà chỉ cần xịt một lớp này sau đó Gà đi ngủ luôn, sáng mai da dậy vẫn kiểu giống như là ngậm nước đủ ẩm. Thật lắm mấy bạn. Và đặc biệt là nó còn dạng mist nữa, như Gà nói là chúng ta có thể kiểu xịt theo cái dạng xịt khoáng để refresh da, thì thật sự rất là đỉnh luôn. Sau cái bước mà mình xịt toner thì thường sẽ tới là bước serum đúng không? Thì ở đây Gà có một cái dạng tinh chất. Nói chung là Gà nghĩ là khi Gà dơ cái chai này lên thì tất cả các bạn đều sẽ không ngạc nhiên đâu, tại vì rất là nhiều người đã nói về nó rồi. Thì đây là chai tinh chất Mineral 89 của Vichy. Quá quen thuộc rồi đúng không? Thì cái chai này á, cái tác dụng chủ yếu mà Gà thấy nó mang lại cho Gà thì chỉ là giữ ẩm thôi. Nó không giúp da Gà trắng lên, nó giữ ẩm và giúp cho da của Gà có cảm giác được điều hòa á mọi người, hiểu không? Giống như là được điều phối, được giữ một mức cân bằng rất là tốt. Nên Gà rất là thích cái chai này. Và các bạn có biết là bình thường á, mỗi lần mà đối với những bạn bay nhiều thì sẽ hiểu, thì cái không khí ở trên máy bay á thì nó rất là kiểu khó chịu với các bạn, hiểu không? Nó rất là kiểu hầm hầm bí bí và nó làm cho da mình khô nẻ. Tuy nhiên là trước mỗi cái chuyến bay mà chỉ cần Gà bôi một giọt hoặc 1-2 giọt tinh chất này thôi là da của Gà lúc mà xuống máy bay vẫn không hề bị đổ dầu, không có bị cảm giác kiểu giống như là khô căng gì hết, mà nó kiểu
da vẫn ngậm nước á, thì như các bạn có thể thấy là sử dụng thời gian thì da có một độ bóng rất là tự nhiên. Đương nhiên là cũng có sự hỗ trợ của các sản phẩm makeup nữa, tuy nhiên là em này là em có tác dụng dưỡng da, dưỡng ẩm, cấp nước cho da rất là tốt và Gà cũng rất là thích. Cái tinh chất này thì nó kiểu đặc á các bạn, nên nó xài rất là tiết kiệm á. Mỗi lần mình dùng mình chỉ cần cho 1-2 giọt ra tay là mình có thể bôi được cả mặt rồi, là nó đủ khả năng dưỡng ẩm cho cả vùng mặt, vùng cổ luôn á, rất là ok. Sau khi mà mình đã vừa toner rồi mình vừa bôi serum tinh chất đồ này nọ rồi thì sẽ tới cái bước là kem dưỡng đúng không? Thì nói chung là bình thường á thì các bạn sẽ thấy là các beauty blogger khác thường mix 3-4 loại serum, tuy nhiên là cái khoảng thời gian vừa qua Gà quá lười ấy, nên chủ yếu Gà chỉ đặt cái mục tiêu là dưỡng ẩm lên hàng đầu, vậy nên là hai bước vừa rồi Gà là chỉ tập trung vào dưỡng ẩm thôi. Tuy nhiên là như các bạn có thể thấy á, là da của Gà cũng có một vài vấn đề nốt mụn đồ này nọ đó, thì Gà sẽ sử dụng cái kem dưỡng này. Đây là kem dưỡng á, AHA, BHA, PHA 30 Days Miracle Cream của hãng Son By Me. Thì cái hãng này á, là một cái hãng Gà cảm thấy rất là nổi tiếng trong cái khoảng thời gian vừa qua của Hàn Quốc về khả năng trị mụn đúng không? Nó có cái toner 7 ngày trị mụn rồi, nói chung là đó là những cái món đó đó. Tuy nhiên á, là Gà cảm thấy là nếu mà Gà sử dụng toner BHA ra á, thì nó sẽ hơi mạnh với da của Gà. Vì vậy nên Gà quyết định là để tới cái bước kem dưỡng. Tại các bạn biết tại sao? Tại vì sau khi mà mình đã làm cung cấp ẩm cho da qua bước toner và bước serum rồi, thì tới cái bước này da cũng kiểu có một cái lớp màng để bảo vệ rồi đó, thì Gà sẽ sử dụng những cái loại kem mà có AHA, BHA và PHA này á, thì nó vừa giúp dưỡng ẩm cho da tốt nè, ngoài ra là nó còn vừa giúp trị mụn tốt nữa, thì Gà cảm thấy nói chung là rất là thích. Ok, nhưng mà đối với những vết mụn á thì bình thường á thì không phải là mình chỉ sử dụng kem dưỡng đồ mọi thứ thì đủ đúng không? Tuy nhiên là lâu lâu rồi cũng có những cái vết mà kiểu nó bự lên, nó to lên, ví dụ như là mấy cái vết bên này nè, thì Gà làm cách nào để chữa trị những cái vết đó thì phải sử dụng đến những sản phẩm đặc trị đúng không mọi người? Thì ở đây Gà có một cái Acne and Pimple Cream của hãng Himalaya. Thì đây là một cái hãng mà nó sản xuất thành phần cũng khá là lành tính đó. Thì Gà đọc ở đây là có chiết xuất từ hoa cây bông gòn nè, cây trinh nữ năm lá và lô hội. Thì đây là những cái thành phần như các bạn có thể thấy là nó vừa có thể giúp trị mụn, tuy nhiên là nó sẽ không làm khô kích cái phần da mà bị mụn á các bạn. Các bạn biết không, tại vì trên thị trường thì có cả những cái sản phẩm mà nó trị mụn rất là tốt, tuy nhiên mà lúc vừa mới bôi lên da thì nó sẽ làm cả vùng mụn nha và cả cái vùng da xung quanh nó khô mà nó kiểu bị bong tróc á, thì Gà lại không có thích lắm. Tuy nhiên là cái sản phẩm kem này nè thì nó lại kiểu cái mùi thì nó rất là lành tính luôn, chỉ cần hửi cái mùi thôi là các bạn sẽ thấy được cái độ lành tính của nó, giống như cái kem dưỡng lúc nãy mọi người. Thì cái chất kem này như các bạn có thể thấy là nó rất là lỏng ấy, lúc mà mình bôi ra thì nó hầu như là nó không để lại cái vệt gì ở trên da hết, và khi mà bôi lên như vậy thì nó sẽ làm da của kiểu cái nốt mụn á nó khô lại rất là nhanh, và nó cũng làm cho nốt mụn kiểu lành nhanh hơn nữa, cả cái nốt mờ thâm rồi các kiểu thì cũng sử dụng cái kem này để trị luôn, thì cảm thấy rất là tốt, mà nó cũng không có làm cho kiểu da bị kinh kích khô lại giống như là mấy cái loại chấm mụn bằng sunfua hay là mọi thứ hồi xưa mà Gà hay dùng á. Nên hiện tại thì Gà khá là thích những cái sản phẩm trị mụn mà nó kiểu như vậy hơn, tại vì lúc mà make up lên thì nhìn nó vẫn đẹp đó mọi người, chứ nó không có bị kiểu xấu hay là xấu đi á, không có bị khắc kỳ đi á, tại vì bây giờ mọi người đang thích những cái lớp mà kiểu make up mà nó bóng bóng căng căng đẹp đẹp vậy đúng không? Đúng không? Gà nói có đúng không? Ok. Ok, vậy trước mắt thì Gà đã nói xong về các những sản phẩm skincare đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua các sản phẩm liên quan đến vấn đề makeup. Thì nói chung là về vấn đề makeup thì ở đây Gà sẽ chia sẻ chỉ có 3 sản phẩm thôi. Nói chung là đây là sản phẩm mà Gà chắc chắn không thể thiếu trong cái chu trình makeup hàng ngày á. Ví dụ như là bảng mắt thì năm vừa rồi Gà đổi rất là nhiều bảng, eyeliner cũng đổi rất là nhiều eyeliner. Tuy nhiên là 3 sản phẩm này thì Gà đã giữ xuyên suốt cái quá trình mà Gà đi đâu đi lại, đi qua đi lại thì Gà đều giữ xuyên suốt 3 sản phẩm này. Bây giờ Gà sẽ chia sẻ cho các bạn xem 3 sản phẩm và sản phẩm gì ha. Thì đầu tiên quan trọng nhất của các bước makeup là lớp nền đúng không? Thì 2019 Gà sử dụng rất là nhiều loại cushion, thật sự là cả high end, cả drugstore sử dụng nhiều lắm. Trong năm 2018 thì có thể Gà sẽ chọn Dior làm cái sản phẩm cushion mà Gà thích nhất. Tuy nhiên trong năm nay thì Gà quyết định Gà sẽ chọn 3CE. Các bạn biết tại sao không? Tại vì Dior có những lúc mà Gà cảm thấy lúc mà lên da thì đương nhiên là nó mỏng mịn bóng đẹp đẹp kinh khủng rồi, thì mình không cần phải nói rồi đúng không? Thứ nhất là giá của nó rất là đắt, nó tận 1,2 triệu mà chỉ có một loại thôi, và cái loại đó nếu mà Gà sử dụng hàng ngày thì Gà chỉ sử dụng một tháng là xong, rất là đắt. Và khi mà mình bôi lên thì đôi khi là nó sẽ không đủ dày, tại vì da Gà 2019 nó không có đẹp như 2018 nữa, nó sẽ không đủ dày để cover những cái nốt mà ví dụ như là bọng mắt đồ này nọ của Gà, thì Gà chuyển sang sử dụng 3CE, giá rẻ hơn, hai loại mà chỉ có đầu 650-850 gì thôi, thì rẻ hơn rất là nhiều đúng không? Và ngoài ra thì cái texture của nó dày hơn Dior một chút xí, phù hợp để che phủ đối với Gà hơn á. Và ngoài ra như các bạn có thể thấy hôm nay Gà sử dụng nền của 3CE này, nó rất là bóng, rất là đẹp đúng không? Và cái tone mà Gà sử dụng là tone số 1, tone sáng nhất, thì hầu như lúc nào cũng đánh cái tone sáng nhất là mình nhìn giống bạch tạng á. Ok,
Nói chung là về sản phẩm cushion, sản phẩm nền thì gà thích cái em này nhất, làm đủ mọi chức năng, mỏng mịn rồi che phủ đồ này nọ, nhưng mà nói chung là giá của nó cũng rất là rẻ nữa. Tiếp theo là về thỏi son mà gà yêu thích nhất 2019 thì đây chính là M3C Cloud Lip Tint màu Lip Little, là cái màu mà gà đang đánh trên miệng nha các bạn. Thật sự luôn á, cái dòng son này nó cực kỳ đỉnh, nó không làm cho môi gà bị khô, nó không làm cho môi gà bị bất cứ một cảm giác khó chịu nào hết luôn á. Và lúc lên môi dù có đánh 2-3 lớp thì nó vẫn mềm á các bạn, nó vẫn có một cái độ ẩm á, nên gà rất là thích. Và ngoài ra cái màu này như các bạn có thể đánh lên một phát là kiểu sáng da bừng bực luôn á, cực kỳ thích luôn. Nên nói chung là nếu mà để vote cho cái sản phẩm son mà yêu nhất mọi thời đại thì chắc chắn sẽ là cái K3C, cái màu Lip Little này. Có lẽ là sau khi mà gà quay xong cái video này, gà phải chạy ngay ra ngoài shop á để mua thêm cho mình từ 2 đến 3 cây nữa để dự phòng á. Tại vì gà rất là sợ nếu mà cây này sold out thì kiểu nó không sản xuất nữa thì biết phải làm sao đúng không. Nói chung là cái dòng này của 3C rất là đỉnh, rất là đỉnh các bạn ạ. Rồi tiếp theo nữa thì có ở đây là một cây son nữa, nhưng mà cây này là của Lam các bạn. Đây là cây Water Lip Paint, màu có ở đây là màu số 03 Pink Shock. Thì nói chung là tại sao lại đưa cái cây này vào những sản phẩm yêu thích, tại vì thứ nhất nè, đầu tiên là về màu, mình sẽ cho các bạn xem ha. Cái màu của nó là một cái màu hồng hồng á, rất là yêu các bạn. Và lúc mà lên môi á thì bởi vì đây là son tint nên nó bám rất là kiểu sao ta, nó bám rất là điên cuồng á, mọi người có hiểu không? Và cả sử dụng cái cây son tint này chủ yếu là để làm phấn má á mọi người. Lúc mà bôi lên má thì thật sự nó có cái hiệu ứng glow căng bóng rất là yêu. Và hầu như cả sử dụng cái cây này để làm má nè, rồi làm màu hơi một xíu cho mắt, rồi lâu lâu mà nếu mà gà muốn cho cái lớp son gà bền màu hơn á thì cả sẽ đánh cái cây tint này ở dưới. Thì đặc điểm của cây tint này á làm cho gà thích nó nổi trội hơn những cây tint khác á là bởi vì nó không có làm khô môi á quá khô, và cái tint của nó cũng không bám quá chặt như những loại tint khác, nên nói chung là đây cũng là một cái thỏi son mà gà rất là yêu thích và gà sử dụng cho rất là nhiều mục đích á. Và nó còn nhỏ gọn nữa các bạn thấy không, nó cực kỳ nhỏ luôn. Ok, hai sản phẩm cuối cùng mà gà có trong video ngày hôm nay á, thật sự là nó không liên quan tới vấn đề skincare cũng như makeup lắm, tuy nhiên là nó sẽ liên quan tới những vấn đề mà kiểu body care hay là hair care nhiều hơn. Thì ở đây gà sản phẩm đầu tiên gà có là một chai kem dưỡng tay đến từ Yves Rocher. Thì đây là nó có chiết xuất từ hoa cúc nên nói chung là cái mùi của nó thì cực kỳ là dễ chịu. Và ngoài ra thì như các bạn biết là gà là một đứa mà kiểu sao ta, vừa hay lái xe mà còn sống ở một cái khu mà trời ơi nó lạnh ơi là lạnh, thì cái tay gà lúc nào nó cũng khô hết. Tuy nhiên là sau khi mà gà được giác ngộ về cái em kem tay này á thì kiểu tay của gà kiểu nó đã mềm hơn rất là nhiều. Và đặc biệt cái kem dưỡng tay này gà thích hơn so với những loại kem dưỡng tay khác á là tại vì khi mà mình bôi lên nó các bạn thì mình sẽ không có cái cảm giác là nó bị rít lại á các bạn hiểu không, ý là không có cảm giác tay mình bị dầu hay sao hết, mà kiểu vừa bôi nó thấm luôn, tuy nhiên nó vẫn làm cho tay mình kiểu mềm ra mọi người. Và đặc biệt cái mùi của nó thì cực kỳ thơm luôn á, thơm lắm luôn. Bởi vì cái em Yves Rocher này nè nó cũng đã quá nổi tiếng trên thị trường nữa, và ngoài ra thì chiết xuất từ hoa cúc cũng là một cái chiết xuất mà được rất là nhiều hãng sử dụng để làm thành phần khi mà chế tạo mỹ phẩm, ví dụ như là Kiehl's đó, có những cái dòng hoa cúc rất là nổi tiếng. Khi mà gà được giác ngộ về em hand cream này thì gà cảm thấy rất là happy, cái gì làm từ hoa cúc thì gà cũng thấy yên tâm hết. Hồi xưa gà sử dụng sữa rửa mặt hoa cúc của Kiehl's á, gà cũng cảm thấy rất là hợp, nên vừa thấy hoa cúc là gà kiểu hốt liền mua liền luôn á. Bây giờ thì nó cũng đã có phân phối chính hãng ở Việt Nam rồi á mọi người, link thì gà cũng sẽ để dưới description box luôn nha. Và cái em này kiểu 70ml á, xài hoài mà không thấy có dấu hiệu hết luôn á, thumbs up rất là ok. Và nó còn kiểu mineral oil free nữa nên gà cảm thấy đúng là nó không có bị dầu tay quá, rất là thích. Ok, bây giờ là sẽ là sản phẩm cuối cùng luôn á các bạn. Thì đây chính là một em mút nhuộm tóc đến từ hãng Beauty Labo. Thì đây là một cái hãng đến từ Nhật Bản á mọi người, nên cái độ mà kiểu tin cậy mà để gọi là tự nhuộm ở nhà của gà thì nó kiểu yên tâm hơn vượt bậc á mọi người hiểu không? Tại vì bình thường á thì có thể là trong siêu thị thì bán rất là nhiều thuốc nhuộm tóc, ví dụ như L'Oreal rồi. Gà vẫn tin cái sản phẩm từ Nhật hơn, gà không hiểu nữa, với lại là kiểu màu sắc của châu Á làm á thì lúc mà lên da châu Á thì nhìn nó cũng hợp hơn á. Các bạn thường hay hỏi màu tóc gà là màu tóc gì đúng không, thì màu tóc gà hiện tại đang là nâu vàng. Tuy nhiên để là nhuộm được cái màu nâu vàng này thì bình thường gà sẽ sử dụng cái màu này của cái hãng này nè các bạn. Cái màu này nó có tên là màu olive, oh my god, đây màu olive green. Thì có thể là khi mà gà vừa mới nhuộm lên thì nó sẽ có hơi có ánh mà kiểu olive một chút xíu, ánh xanh á, ánh xanh rêu á các bạn. Nhưng mà tuy nhiên sau một hồi mình gội thì nó sẽ ra một cái màu nâu vàng nhìn cũng khá là đẹp như thế này, mà nó không có bị dơ các bạn kiểu ấy. Là cái màu nâu vàng này thì lúc mà bôi lên, lúc mà lên tóc á thì nhìn nó vẫn kiểu không có bị dơ như màu tẩy á, nên gà nói chung là gà rất là thích. Và cái em thuốc nhuộm này á thì nó có đầy đủ các bước trong này cho mình luôn. Nó có găng tay nè, có bước xả nè, có bước nhuộm tóc nè. Nói chung là hướng dẫn sử dụng thì cũng ghi rất là kỹ rồi.
Nên đối với bạn nào mà thật sự muốn nhuộm tóc thử ở nhà, tự nhuộm ở nhà thì rất là highly recommend sản phẩm nhuộm đến từ Beauty Labo nha. Thật sự là nhuộm xong thì tóc vẫn kiểu bóng mượt rồi xong không có bị hư tổn nhiều á, nên Gà cảm thấy rất là thích. Thì Gà có mua một cái lọ ở đây, thì lát nữa Gà sẽ nhuộm lại cái lớp này. Tại vì chân tóc của Gà như các bạn có thể thấy là nó cũng đã ra khá là nhiều, nhìn khá là dừa. Ok, video của Gà ngày hôm nay đến là kết thúc rồi. Hy vọng các bạn thích video. Link để mua những sản phẩm thì Gà sẽ đều để ở dưới description box đó nha. Và ngoài ra thì các bạn đừng quên là trong ngày 12 tháng 12 sắp tới thì Shopee sẽ có rất là nhiều chương trình khuyến mãi cho mọi người. Có rất là nhiều chương trình free ship nè, có rất là nhiều code giảm giá nè, có rất là nhiều mã để giảm ship nè, rồi mã để giảm trên sản phẩm nữa. Thì nói chung tất cả những cái thông tin về những cái chương trình này á thì Gà đều sẽ để dưới description box hết. Và những sản phẩm Gà nói trong video ngày hôm nay thì Shopee cũng có khá là nhiều sản phẩm đó. Thì hy vọng là trong ngày 12 tháng 12 này á thì nó sẽ giảm thêm cho các bạn nữa. Tại vì thật sự là những video, những sản phẩm Gà nói trong video ngày hôm nay thì nó rất là rẻ rồi á. Gà cảm thấy là dạo này Gà kiểu hợp với đồ rẻ hơn nên Gà toàn xài đồ rẻ thôi. Nhưng mà nếu mà nó có giảm thêm nữa thì lại càng tốt đúng không? Ok, bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha.